Hello, chào mừng mọi người đến với thapphạm.com video tutorial. Cách đây rất là lâu rồi, mình đã có một cái bài hướng dẫn sử dụng login tên là Zpass để mà tạo một cái form liên hệ hoặc là một cái form đăng ký gì đó mà bạn thích. Nhìn chung thì login Zpass nó đã có thể tạo được một cái form khá là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu mà các bạn muốn tùy biến tốt hơn thì có thể login đó nó không phù hợp với bạn. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn thấy thêm một cái plugin khác nữa cũng là miễn phí, nhưng mà nó sẽ tạo được một cái form khá là chuyên nghiệp hơn, và đặc biệt nó có khả năng tùy biến cao hơn. Thì plugin đó tên là Contact Form 7. Thì đây là cái plugin Contact Form 7 mà mình đang nói tới. Plugin này tuy là miễn phí nhưng mà nó lại được sử dụng khá nhiều. Bạn có thể thấy là cái lượt download của nó là tới 14 triệu 311 ngàn. Đó là cái lượt download hồi đó tới giờ. Thì nhìn chung như vậy thì đã có rất là nhiều người sử dụng, và bạn xem cái đánh giá của nó đang là gần 5 sao, rất là tốt. Tuy là miễn phí nhưng mà khả năng tùy biến rất là cao, đặc biệt là nó có hỗ trợ thêm một số cái gọi như là những cái plugin nó kèm theo để mà các bạn có thể là bổ sung thêm những cái tính năng tuyệt vời hơn cho nó. Đó là lý do mình khuyên bạn nên sử dụng cái plugin này để mà tạo một cái form liên hệ, thậm chí là một cái form bán hàng. Thì ở trên blog mình đã có hai cái bài viết hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái hai cái plugin khác để mà các bạn tùy biến thêm những cái chức năng trong cái plugin này. Thì đó là cái phần mà mình muốn nói sơ qua về Contact Form 7. Thì cái cách cài đặt và sử dụng thì chúng ta sẽ làm như một cái plugin bình thường. Thì bây giờ ở đây mình sẽ cho các bạn thấy cách sử dụng nó ra sao. Thì bây giờ mình cài đặt giống như là một plugin bình thường. Gõ Contact Form 7 ra là nó hiện ra thôi. Giờ mình cài như bình thường ha. Thì bước này mình đã hướng dẫn trên blog rồi, mình cũng không nói qua. Thì sau khi kích hoạt xong, bạn nhìn bên menu bên tay trái thì sẽ thấy có một cái menu mới tên là Contact. Thì tức đây là cái phần mà các bạn quản lý cái form. Thì để tạo một cái form mới, các bạn ấn vào Add New. Ở trong đây chúng ta có hai lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất đó là tạo một cái form dựa theo cái gói ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng cho blog. Ví dụ như mình đang dùng cái WordPress bản tiếng Anh thì cái ngôn ngữ mặc định của nó là tiếng Anh. Thì khi mà ấn vào đây thì nó sẽ tạo một cái form có ngôn ngữ là tiếng Anh. Tuy nhiên nếu mà bạn muốn cái ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Việt, thì các bạn có thể chọn dưới đây ha, chọn Vietnamese và ấn Add New thì để nó tạo một cái form theo cái ngôn ngữ này. Thì bạn thấy là khi mình chọn ngôn ngữ thì nó hiện ra những cái này toàn là tiếng Việt hết, nó đã được dịch sẵn, chúng ta không cần phải viết lại. Rồi thì trong phần này mình xin giải thích như sau. Cái phần thứ nhất là cái tiêu đề form. Cái tiêu đề form này nó không quan trọng, nhưng mà để chúng ta nhận biết được đây là cái form nào, sử dụng cho mục đích gì. Thì cái tiêu đề này bạn đặt gì cũng được. Ví dụ như mình đặt là form liên hệ. Sau đó ở phần dưới là cái phần form. Cái phần form này nó chia ra hai cột. Cột bên trái là cái cột mà chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái gọi như những cái trường trong cái form đó. Ví dụ như trong đây bao gồm là những cái trường mặc định như là tên, địa chỉ email, tiêu đề, thông điệp và cái nút submit. Thì bên tay phải là cái phần mà chúng ta sẽ thêm những cái trường đó bỏ vào đây. Nó có hỗ trợ như một số cái phép các bạn xem ha. Thì danh sách ý nghĩa của từng cái trường này thì mình đã có giải thích ở phía dưới bài, thì bạn có thể đọc nó. Và phần bên dưới đó là cái phần mail. Cái phần mail này là chúng ta sẽ thấy nó ở trong cái phần khi mà chúng ta nhận mail. Ví dụ như bây giờ trên đây có hai phần. Phần bên tay trái là cái phần mà tùy chỉnh cái thông điệp nó gửi đến mình. Ví dụ như là khi mà người ta ấn gửi form thì cái địa chỉ to này, tức là nó sẽ gửi đến cái email của cái người của cái địa chỉ này, tức là địa chỉ của mình. Các bạn có thể là nhập địa chỉ khác. Còn đây là cái form, tức là cái tên của cái người gửi. Thì ở đây các bạn xem cái đây là nó để số code là your name, thì tức là nó sẽ tự lấy cái
tên của khách nhập vào, bỏ vào tên gửi, và cái tên email là nó sẽ tự lấy cái trường này bỏ vào cái chỗ này thì nó sẽ tự động. Và cái subject tức là cái tiêu đề thì tiêu đề nó sẽ tự lấy cái trong này luôn. Các bạn để ý cái file nè. Đây là cái tên file do subject này thì nó sẽ tự đưa vào đây. Và cái additional header này chúng ta không cần quan tâm ha. Và phần mission body, thì là cái nội dung của email. Thì chúng ta chỉ chỉnh làm sao mà nó sẽ hiển thị đủ những cái thông tin. Ví dụ như bây giờ ở trong cái phần cái body của email thì nó bắt đầu nó sẽ có là gửi đến từ, thì cái username email thì nó sẽ lấy cái trường ở đây. Đây. Coi như là khách nhập cái gì thì nó sẽ hiện thị ra. Và cái tiêu đề thì nó sẽ lấy do subject, nó cũng lấy từ cái trường ở trên. Và nội dung nó cũng là lấy cái trường ở trên. Cái quan trọng nhất mà các bạn cần để ý ở đây đó là cái tên của cái shortcode này. Nếu mà các bạn không biết cách viết như thế nào thì cũng yên tâm đi. Khi mà chúng ta tạo cái file bên đây thì nó sẽ có cho chúng ta cái tùy chọn để mà chúng ta copy vào, không cần phải viết. Và kéo xuống dưới là cái phần message. Cái phần message này là những cái thông báo khi mà chúng ta gửi mail. Khi mà chúng ta gửi form. Ví dụ như là khi mà chúng ta gửi thành công, khách gửi thành công thì nó sẽ hiển thị ra cái thông điệp này. Hay là nếu mà các người ta gửi sai thì nó sẽ hiển thị ra cái thông điệp này. Đó, thì các bạn có thể là viết lại tùy chọn ha. Và cái phần mail 2 này tức là nếu mà các bạn muốn cho cái form, cái nội dung cái form này nó tự động gửi đến hai email. Ví dụ đây là cái email thứ nhất và đây là cái email thứ hai thì nó sẽ tự động gửi đến hai địa chỉ email. Thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này thì có thể là chọn ở đây, còn không thì thôi. Thì đó là mình nói sơ qua về cái phần quản trị của một cái form. Thì mình sẽ tạo fail. Bây giờ mình sẽ xóa đi hết ha. Ok. Thôi khỏi cần xóa. Thì bây giờ để mà chúng ta tạo một cái fail thì chúng ta ấn vào nút này. Thì nó sẽ hiển thị ra những cái fail mà nó hỗ trợ thì chúng ta có thể là chọn nó. Ví dụ như bây giờ mình muốn có cái nút mà mình hỏi người ta là anh liên hệ vì lý do gì? Họ sẽ chọn là tôi liên hệ vì lý do hợp tác, hỏi đáp hay là gì đó tùy. Thì bây giờ muốn làm được cái tùy chọn đó thì mình chọn là drop down menu hoặc là checkbox, nhưng mà mình nghĩ là check drop down menu thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Thì bây giờ ví dụ mình chọn, thì đây mình sẽ tạo là cái một cái tùy chọn drop down menu. Cái drop down menu này là khách không thể nhập thông tin vào mà chỉ có thể là chọn những cái thông tin có sẵn, cho nên là chúng ta phải nhập những cái thông tin có sẵn. Thì bây giờ cái phần require này thì khi mà nếu mà các bạn muốn cho họ bắt buộc phải chọn cái này thì ấn vào. Và cái phần ID và class này thì cái này là liên quan tới CSS. Nếu mà các bạn biết CSS thì các bạn có thể là tùy biến cái form này bằng cách nhập cái class vào, sau đó thì chúng ta viết CSS cho hai cái class này. Ví dụ như vậy. Và cái phần choice thì cái phần choice này là cái phần mà nó bổ sung thêm khi mà chúng ta tạo drop down menu, tức là đây là những cái giá trị mà chúng ta cần cho khách chọn. Ví dụ như hồi nãy mình nói, bây giờ mình muốn tạo một cái form để mà khách chọn là họ liên hệ vì lý do gì thì mình sẽ ghi là hỏi đáp, và thêm một cái tùy chọn thứ hai tên là hợp tác, liên hệ hoặc là khác. Ví dụ giờ mình muốn cho họ chọn một trong bốn cái này. Trường hợp nếu mà các bạn muốn cho họ chọn nhiều cái thì có thể là ấn vào cái nút này, đó là họ sẽ chọn nhiều cái đó. Thì đó là những cái tùy chọn cơ bản của một cái một cái fail. Và mình nhắc luôn là mỗi cái fail thì nó sẽ có một cách tùy chọn riêng, cho nên là khi mà các bạn chọn fail khác thì có thể là nó hơi khác, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng là dễ dàng thôi, nó không khó gì. Thì khi mà các bạn nhập đủ thông tin xong thì cái việc cuối cùng mà chúng ta làm là đưa cái trường mình đang tạo này bỏ vào trong đây. Hồi nãy mình quên nói vào cái phần name, tức là cái tên file. Thì cái tên cái name này á, tức là cái tên này nè, cái tên này rất là như là bạn không cần nhớ cũng được, bạn chỉ cần copy cũng được. Nhưng mà nếu các bạn muốn dễ quản lý thì các bạn nên đặt cho nó một cái tên riêng, ví dụ như là bây giờ mình ghi là lý do chẳng hạn. Thì bạn để ý là dưới đây nó có để là select lý do gì là đó, ở đây để là lý do,
để mà chúng ta dễ nhớ mà. Ok, khi mà các bạn nhập xong rồi thì chúng ta sẽ đưa form này qua bên đây. Giờ để đưa cái form này vào cái đưa cái file này vào cái form để mà họ thầy chọn, thì các bạn sẽ copy cái phần trong cái khung màu nâu. Copy phần này. Sau đó bạn không thể bắt bạn không thể dán như thế này được. Mà chúng ta phải viết một cái chữ gì đó để mà họ biết. Ví dụ như bây giờ mình ghi là các bạn phải là ghi trong thẻ pi ha, để mà nó cách ra một dòng. Mình ghi là lý do liên hệ. Ví dụ như vậy. Sau đó chúng ta sẽ xuống dòng. Và sau đó chúng ta paste cái này ra để mà chúng ta dễ nhìn. Đó là cái cách mà các bạn nên sử dụng ha. Bạn nên viết theo cấu trúc là ở trên là mở một cái thẻ bi, sẽ là ghi là cái tiêu đề của cái file, sau đó xuống dòng paste cái source code ra và kết thúc thẻ bi. Đó là ví dụ vậy. Rồi tương tự mình có thể nhập thêm những cái file khác. Bây giờ mình kêu là họ nhập nhập số điện thoại chẳng hạn ha. Bây giờ mình sẽ tắt đi, mình sẽ chọn là ở trong đây thì bạn có thể chọn telephone number, tức là để một cái trường đặc biệt để mà chúng ta nhập số điện thoại vào. Thì để mà nhập như vậy thì chúng ta nên chọn cái trường này. Rồi thì chúng ta ghi tên là số điện thoại, không cần size cũng không cần, mask là cái như là số ký tự tối đa mà họ được phép sử dụng. Ví dụ như Việt Nam mình có nhiều mười mấy số ta, 13 số đúng không? Thì chúng ta muốn cho phép họ là nhập tối đa là 13 số thôi. Và cái default value này tức là cái giá trị mặc định để mà cho nó hiển thị ra, để mà cho khách biết. Ví dụ như mình ghi sẵn là 090999999, ví dụ vậy. Và các bạn ấn vào cái này thì nó sẽ hiển thị ra, kiểu như là nó sẽ hiển thị ra cái giá trị, và khi mà họ nhấp chuột vô thì nó sẽ mất đi. Đó là cái hiệu ứng black holder trên HTML 5. Ok, thì sau khi nhập xong thì mình cũng copy xuống dòng cái mở thẻ bi số điện thoại của bạn. Sorry. Sau đó xuống dòng. Đóng thẻ bi lại. Và hồi nãy mình quên cái file này, tức là khi mà copy trong đây xong thì chúng ta cũng nên copy vào dưới đây. Copy vào ở dưới phần message body này thì các bạn copy phần màu xanh này ha. Giờ mình muốn ghi số điện thoại của khách để mà chúng ta thấy được. Xuống dòng, cái này copy này vô, ví dụ như vậy ha. Rồi. Thì giờ mình thử sao lại. Sau khi lưu lại xong, các bạn copy cái này bỏ vào bài viết mà các bạn muốn chèn form. Mình copy ha. Copy. Sau đó mình chọn một cái paste paste đi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái paste, ví dụ tôi là liên hệ chẳng hạn. Liên hệ. Phải chúng ta sẽ copy cái này vào, ví dụ như là ghi là hãy nhập form liên hệ bên dưới. Ví dụ như vậy ha, là mình sẽ copy cái short code của cái form vào, sẽ ấn public. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xem nó sẽ ra như thế nào. Đó, thì bạn thấy là cái tên của bạn bắt buộc, địa chỉ email, thông điệp, số điện thoại, đó là cái đây là cái thuộc tính black holder. Khi mà mình viết thì nó sẽ mất, không viết thì nó sẽ hiện. Rất là hay. Lý do liên hệ là drop down menu. Đó, ví dụ như vậy. Thì mình thử mình gửi mail coi mình nhận sao ha. Thì mình gặp là Ngọc, ví dụ như vậy. Em sẽ viết
gmail.com, tiêu đề là mua dạo ăn, thông điệp là anh thật. Đó. Và lý do liên hệ là hợp tác, số điện thoại là 090 888 4444, số đẹp quá. Rồi bây giờ mình sẽ ấn gửi đi. Thì lúc này là cái thông điệp nó sẽ hiển thị ra, đó là cái thông điệp mà chúng ta sẽ tùy chọn trong cái form hồi nãy mình đã nói đó. Rồi thì bây giờ sau khi mà gửi form xong thì cái nội dung đó nó sẽ tự chạy đến cái email của mình. Nhưng mà vô email mình kiểm tra phát coi. Sao thấy đâu ta? Có thể là tùy theo host thì có thể là mail nó không hoạt động, tùy theo cái host nào có thể là chút nữa nó gửi tới. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng cái host có tính năng gửi mail á thì nó sẽ gửi bình thường. Và nếu mà các bạn cái host của bạn không thể gửi mail được á thì các bạn cứ lên Google, cứ lên Google đó như thế này là xong. Mà nếu mà các bạn host của bạn không gửi mail được thì các bạn lên Google gõ từ khóa SMTP cho WordPress, sau đó các bạn chọn bài viết của mình. Thì ở đây mình đã nói qua lý do vì sao mà mail, cái host của bạn không gửi mail được và cách khắc phục là như thế nào. Tức là mình đã nói sơ qua cái hướng dẫn thì bạn cứ làm theo là ok ha. Rồi thì đó là những cái gì mà mình muốn hướng dẫn cho bạn cách sử dụng cái contact form 7 cơ bản nhất. Thì trong những cái bài khác của mình, nếu mà các bạn cần thêm những tính năng khác hay hơn dành cho blogging này thì các bạn có thể là tham khảo phía dưới cuối bài, nó có những cái bài liên quan thì các bạn có thể thấy là những cái nó sẽ hiển thị ra một số cái bài khác mình đã có viết qua về contact form 7, thì các bạn có thể đọc ha. Nếu mà các bạn có thắc mắc thì nhớ hãy comment dưới bài nếu mà các bạn có thắc mắc. Chúc các bạn làm thành công.